Thế Vân chào các bạn nha. Không biết bé nhà bạn có từng hỏi: à ba ơi, sao thằng Lằng nó bám được trên tường? Hay là mẹ ơi, thằng Lằng nó bị đứt đuôi rồi á, có mọc lại được không mẹ? Thì hôm nay mình làm video này để ba mẹ có thể trả lời các bạn nhỏ siêu thắc mắc nha. Thạch sùng hay còn gọi là thằng Lằng, nó có tên là thạch thùng nữa, là một loài bò sát bản địa Đông Nam Á. Nó thuộc họ tắc kè. Nhưng mà ngày nay á, nhờ vận chuyển hàng hải mà thằng Lằng đã xuất hiện rất nhiều nơi trên thế giới. Chiều dài trung bình của một con thằng lằn trưởng thành là từ 7,5 đến 15 cm, tuổi thọ trung bình khoảng 5 năm. Chúng thường sống trong nhà, trên tường hoặc trần nhà và rất phổ biến ở vùng nhiệt đới như Việt Nam mình nè. Có rất là nhiều thằng lằn đúng không? Thạch sùng có khả năng bám chặt lên các bề mặt nhờ cấu trúc đặc biệt của bàn chân. Chúng chủ yếu là ăn côn trùng, ăn động vật không xương sống, ví dụ như muỗi, ruồi, kiến, gián, nhện, ong. Và chúng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát côn trùng gây hại. Thạch sùng nó thường hoạt động vào ban đêm. Trong nhà thì chúng sẽ thường sống ở những nơi cao, khuất, ẩm ướt, nơi có nhiều côn trùng để tiện cho việc săn mồi. À, nhà mình á, mình từng thấy thằng lằn có thể ăn luôn cả cơm nè, bắp nè. Và các bạn nhỏ nhà mình thì thích bắt thằng lằn để chơi, và có lần thì làm đứt đuôi của nó, và sau đó là các bạn đặt câu hỏi. Một điểm thú vị của thằng lằn đó là chúng có thể tự đứt đuôi để thoát thân khi bị tấn công, và đuôi nó sẽ mọc lại sau một thời gian. Vậy tại sao thạch sùng có thể mọc lại đuôi? À, bởi vì thằng lằn có cơ chế tự đứt đuôi autotomy. Đây là một cơ chế tự vệ giúp thạch sùng có thể chạy trốn khi bị tấn công. Bạn thấy hình ảnh thằng lằn nó tự cắt đuôi của mình, với khúc đuôi nó vẫn còn động đậy, thì được xem là một kỹ năng sinh tồn đỉnh cao trong thế giới động vật nha các bạn. Cơ chế tự đứt đuôi của thạch sùng. Thạch sùng có một cấu trúc đặc biệt ở đuôi với các mối nối giữa các đốt xương. Khi cần thoát khỏi kẻ thù, chúng có thể tự tách đuôi ra tại các mối nối này mà không gây hại cho các cơ quan quan trọng. Và sau đó thằng lằn có khả năng tái sinh đuôi nhờ một quá trình sinh học đặc biệt. Sau khi đuôi bị rụng, các tế bào đặc biệt tại gốc đuôi, được gọi là tế bào gốc, sẽ bắt đầu phát triển lại mô mới, xương và mạch máu, giúp đuôi dần dần mọc lại. Tuy nhiên là đuôi mới thường không giống hoàn toàn như đuôi ban đầu, đặc biệt là về cấu trúc xương và sắc tố. Rồi, câu hỏi thứ hai, tại sao chân thạch sùng có thể bám chặt lên bề mặt? Chân thạch sùng có khả năng bám chặt vào hầu hết các bề mặt, kể cả những bề mặt trơn, nhẵn, nhờ vào cấu trúc độc đáo ở lòng bàn chân. Cấu trúc siêu nhỏ ở chân, tức là thạch sùng có lòng bàn chân được bao phủ bởi hàng triệu sợi lông nhỏ, được gọi là setae. Mỗi sợi setae này lại phân nhánh thành hàng ngàn lông nhỏ hơn, được gọi là spatulae. Những sợi lông nhỏ này tạo ra một lực gọi là van der Waals, một lực hấp dẫn yếu giữa các phân tử giúp thạch sùng bám chặt lên bề mặt. Và thằng lằn có khả năng điều chỉnh lực bám. Thằng lằn có thể dễ dàng di chuyển và bám chặt nhờ khả năng điều chỉnh góc và áp lực của bàn chân lên bề mặt. Khi chúng muốn rời khỏi bề mặt, chúng chỉ cần thay đổi góc chân để giảm lực bám.